Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn buổi sáng. Hôm nay ngày 19 tháng 2 2018, đây là một con xe Win 100. Xe này sách ký gửi bán nha. Xin mời các bạn coi dòng tổng thể. Rồi, em này thì tình trạng xe thì dọn lại, dinh lô lẫn lộn. Rồi, xe số 47 không chính chủ, giáp bèo cho anh em chơi xe. Máy thì ngon, đồ đạc xe dọn, có cái gì có cái lô. Đây, cặp cầm. Rồi, đi đâu? Đồng hồ. Bên phải. Cặp về. Ồ, cầm niềm. Cái đầu sạch sẽ nha. Xe này sơn lại rồi nha các bạn. Có sơn lại rồi. Cật tay gấp. Xe này khách bán với giá là 7 triệu 2. Giá khá là mềm. Xe của một cậu sinh viên. Nhờ dịch vụ đăng tin bên mình rao bán giùm nha. Xe hiện tại đang ở nhà mình. Thì anh em nào muốn coi xe thì qua coi trực tiếp nha. Rất là đẹp, rất là liền lạc. Xe này rửa sạch sẽ thì đẹp thôi. Mắt cái kính chiếu hậu rất là ngầu. Máy thành nó em lòng viên thôi. Giờ giá em nó là 6,2 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn.
Xin chào tất cả các bạn, đây mình giới thiệu cho các bạn thêm một con xe đạp thủy thủ nữa nha. Một em cũng rất là đẹp, xe đang trên đường về nha. Anh em có nhu cầu thì đặt cái xe về tới nhà, nhiều khi không biết còn hay không nha. Đây cũng có nhiều người hỏi, con này nó rất là đặc biệt, các bạn thấy nhìn cái đèn pha của nó. Nó rất là bự nha. Mấy dòng này thì con cốc nó nằm ở trước, cốc tự động nằm ở trước, đèn thì sáng hết. Nước sơn thì zin, đồ đạc trên xe là nguyên zin hết, đẹp nha. Xe này rất đẹp, các bạn thấy là nó rất hiếm. Những người mà có kỷ niệm với dòng này thì sẽ biết những con này. Các bạn thấy là xe nó có 5-6 số, nó có hai dòng, một dòng 5 số, một dòng 6 số nha các bạn. Đấy, khi chúng ta đi lên dốc thì chúng ta trả số, rồi chúng ta đạp lên rất là nhẹ, khi lên tới dốc rồi chúng ta tăng số. Đi giống như là xe hơi vậy đó. Đi xe đạp mà cứ tưởng tượng mình đi xe hơi á, đi không bao giờ mỏi chân nha. Lên dốc mình đạp không được là mình quay về số 1 mình đạp. Khi mà lên tới đỉnh có trớn là mình tăng lên số 3, số 4, số 5, số 6, nếu mà đi nhanh nhất là lên số 6, đi đường trường rồi số 6. Còn đi mà đông đúc kẹt xe chúng ta đi số 1, số 2. Đấy. Thì nó có hệ thống lift phía sau nha. Câm liền lốp theo xe zin hết nha. Bằng đạp ghi đồng, chống đứng chống ngang zin hết. Yên cầm ghi đồng, bờ ga bằng thờ đẹp hết. Thì xe đang có ở Sài Gòn. Các bạn có nhu cầu đặt thì liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên nha. Và những ai ở Sài Gòn có thể qua tặng nhà coi xe. Xe có sẵn nha các bạn. Còn những anh em ở xa thì có thể chuyển khoản rồi mình ship. Mình ship đường bưu điện hoặc là xe dịch vụ, xe dịch vụ vận tải, nó sẽ giao cho các bạn nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả. Nhìn cái bảng số của nó 6 số không? Nhìn rất là lý tưởng. Xe thì nguyên nhân phương thức vận chuyển thì có dịch vụ vận chuyển, nó sẽ giao tặng nhà cho các bạn nha. Không cần phải lo. Còn tiền thì xe nhỏ này các bạn thanh toán đủ giùm mình. Còn nếu mà có người thân Sài Gòn thì cho người thân qua chồng tiền và lấy xe nha. Đó là phương án tốt nhất. Còn nếu không có ai có người thân thì bắt buộc các bạn phải chuẩn đủ nha. Mình không có nhận cọc. Rồi, ok, cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn, và đây là một con cuối cùng của năm 2019 nha. Đây là con 8670 đời đầu. Đối với em 8670 đời đầu này thì phải nói là cực hiếm, cũng rất là khó kiếm nha. Xe thì đẹp len ken như xe thùng các bạn, đẹp hết, đẹp từ đầu tới đít, đẹp từng con ốc. Nguyên zin 100% nha, xe nguyên zin 100%, rinh từng con ốc, đẹp từng con ốc len ken. Đối với dòng 8670, nếu mà anh em đã từng chơi xe thì anh sẽ biết là dòng 70, một là nó khó kiếm, cái thứ hai là nó ngon hơn thằng 50 với 90, nên giá nó cũng cao hơn. Thì con này thì cực đẹp rồi, không cần phải nói. Xe giấy tờ đầy đủ nha các bạn, cực đẹp, rất là bóng. Thì nó sẽ có một cái giá gọi là giá ăn bánh tét, giá bánh tét dành cho anh em mua trong hôm nay là 29 âm lịch. Và sau ngày 29, ngày 30, mùng 1 thì mình không có nhận giao dịch nữa nha. Qua Tết, qua mùng 1 thì nó sẽ có cái giá gọi trở lại giá bình thường. Còn ai mà lấy nhanh gọn trong hôm nay giao bánh tét. Giao dịch thì các bạn có thể chuyển khoản tiền trước. Phương thức chuyển khoản thì các bạn alo trực tiếp mình nói chuyện, chứ không nói qua đây được, tại vì nó cũng nhiều vấn đề phức tạp. Tốt nhất thì nếu ai có mặt ở Sài Gòn thì qua nhà giao dịch nha. Còn ai ở xa ở tỉnh thì chuyển cọc, mình sẽ giữ xe rồi qua Tết mình giao xe. Các bạn cứ xem qua hình tổng thể con này, rất là đẹp các bạn, đẹp từ đầu tới đít, ken mướt sáng bóng, zin hết không có lai gì ha. Rất đẹp. Em này phải nói là
hiếm, khó kiếm nha, cực kỳ khó kiếm. Đấy, cái bẩn cũng mới chát luôn, cặp kính cũng mới chát. Con này phải nói là rất đẹp nha, rất đẹp. Đấy, nó là 8670 đời đầu, gọi là 86 xanh dưa hấu đời đầu nha. Tất cả những linh kiện trên xe là đẹp hết. Khó mà kiếm được em thứ hai mà đẹp mướt như thế này nha các bạn. Rồi các bạn có nhu cầu mua xe thì liên hệ với mình, hoặc là có nhu cầu mua linh kiện phụ tùng đi xe cấp thì cũng liên hệ với mình luôn nha. Giá thì các bạn liên hệ gọi trực tiếp trên màn hình giùm mình. Tại giá hôm nay là giá sập sàn, giá bánh tét. Còn qua khỏi hôm nay thì trở lại giá ban đầu. Nói chung hôm nay là giá thanh lý xe thôi. Còn ai không lấy được hôm nay thì qua Tết mình mua với giá bán lẻ bình thường nha các bạn. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn năm mới vui vẻ, có xe đẹp để chạy đi chơi nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Tranh thủ nha các bạn. Chỉ còn một ngày duy nhất hôm nay thôi nha. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ lại thêm một con Suzuki K125 đời 1989 nha. Con này cực độc các bạn. Nó giống như cái con đợt trước là Suzuki K125 đợt trước, nhưng mà cái con này đợt đầu nó khác hơn cái con trước ở cái bình xăng nha. Nó con đời sau thì đời trước cái đời sau nó giống nhau. Nhưng mà con đời này thì bình xăng nhỏ hơn và cái nắp bình xăng nó nằm nghiêng một bên. Em này thì tình trạng thì đồ đạc trên xe là nguyên zin các bạn. Máy em không kêu không dòng. Dòng xe này thích hợp cho anh em sưu tầm. Sưu tầm đồ cổ cực hiếm, rất là khó kiếm nha, dòng xe này rất là khó kiếm. Các bạn thấy nhìn xe rất là đẹp, bộ đẹp, máy. Đó là dòng hai thì. Những người không quen con này mới nhìn vô thì cứ ngỡ nó là CD 125, nhưng mà không phải, nó là Suzuki K125. Nó cạnh tranh với dòng CD 125. Nó hai thì một xi lanh ra hai bô. Nhìn rất là phong cách. Phía bên hông còn thấy là nó có cái thùng để đổ nhớt. Nó xăng pha nhớt. Xăng pha nhớt tự động nha. Các bạn đổ nhớt vô nó sẽ pha tự động.
Rồi nó cặp đầm của nó còn đẹp. Cặp về trước sau là đẹp, không lủng không mục. Sườn là không lủng không mục nha. Cặp đẹp đầm, tất cả những linh kiện trên xe là zin hết. Con này rất là hiếm mà độc. Mình phải dùng một từ gọi là độc, khó kiếm. Máy móc là sạch sẽ. Các bạn thấy nhìn cái cục máy của nó không có miếng nhớt nào ha. Dòng hai thì rất là nhẹ nổ nha, khởi nhẹ cái là nổ. Xe này đi khoảng mười mấy km rồi nè. Đó, thấy có chữ Suzuki, đặc trưng của hãng Suzuki. Nó có chữ Suzuki ha. Cục máy thì sạch, các bạn thấy không? Rất sạch, đẹp, không có bụi bẩn. Xe này là trầm mềm thôi. Thích hợp cho anh em cái xe sưu tầm. Rất là ok. Cũng sắp tới Tết rồi nha các bạn. Bây giờ cũng đang 25 âm lịch rồi. Những anh em nào chơi xe thì có thể nhanh bóc điện thoại lên gọi cho mình để đặt em nó về. Chứ gần Tết rồi là khó lấy, có khi là qua Tết rất lâu mới giao được. Cho nên anh em tranh thủ nha. Ai ở Sài Gòn thì tranh thủ, còn ai ở tỉnh thì phải càng tranh thủ nữa. Kiếm một em đọc lại về sưu tầm, đảm bảo là khó có chiếc thứ hai như thế này mà còn riêng mà còn đẹp như thế này nha. Rồi anh em có thể liên lạc với mình qua số điện thoại phía trên nha. Shop mình thì chuyên bán phụ tùng linh kiện xe cúp nha các bạn. Ví dụ 78 cái nén 8186 custom DD 84, tất cả những linh kiện liên quan tới xe cúp là bên mình có bán hết. Và đồ bên mình bán là đẹp, cực đẹp nha, chứ không có xấu nát hay bể. Phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Các bạn có thể tham khảo qua Zalo hình ảnh, video qua Zalo nha. Các bạn xem trước hình ảnh video, các bạn ok thì bên mình mới ship hàng cho các bạn nha. Những ai ở Sài Gòn thì qua trực tiếp bên shop mình để lựa phụ tùng riêng. Các bạn thường xuyên coi video của mình trên kênh YouTube Phụ Tùng Riêng. Và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để mỗi khi mà mình up video mới lên thì nó sẽ có dòng thông báo cho các bạn. Để các bạn sẽ xem được liền nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ liên lạc cho mình qua số điện thoại phía trên. Thank you.